Đây, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá xem một cái điều tốc như thế này. Chúng ta có thể điều chạy nó cho điều khiển được hai hoặc ba cái motor cùng một lúc mắc song song vào nó hay không. Thì trước giờ thì chúng ta biết rồi, chắc chắn là một điều tốc sẽ chạy cho một motor. Thì ví dụ như mình ở đây mình sẽ có ba cái điều tốc. Thì mình sẽ lấy từng cái mình test cho các bạn xem. Với cái điều tốc lớn này thì mình vẫn chạy được motor nhỏ nha các bạn. Đây, cái motor này chỉ có chút xíu thôi, chỉ có con này chắc khoảng 5 phân thôi các bạn. Đây, 5 phân 3 thôi các bạn. Con này nhỏ thôi. Đó, ở đây mình sử dụng cái bộ điều tốc này là bộ điều tốc 15A nè nghe, 15 phép nha các bạn. Nó tới gần cả gang luôn nè. Đó, nó dày cả gang rồi. Con này là tới 15 phép. Thì con này mình đã mod lại chạy điện áp 12V rồi nha các bạn. Thì ở đây mình để điện áp là 13V rưỡi. Rồi mình để 13V. Thì 3 dây pha của motor này các bạn, mình đã nối vào 3 dây pha của điều tốc nè, 1 dây nè, 2 dây nè, 3 dây nè. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển cái điều tốc này cho nó motor nó chạy nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Mình cho nó tăng điện áp lên luôn nè. Ví dụ như tăng lên 20V luôn nè. Con này thì motor này là motor gốc là chạy 20V, cho nên mình tăng lên là chạy bình thường. Không sao hết. Rồi. Đây là con thứ nhất. Dù nó nhỏ nhưng nó vẫn chạy được với cái điều tốc lớn này nha các bạn. Mình đã làm lại mod lại cho nó chạy với điều tốc lớn này ok hết rồi. Rồi bây giờ tới thử con này luôn nè. Con này cũng là con 3 pha 24V. Con này thì bản gốc của nó vẫn là 24. Thì mình vẫn kẹp vô đây cho nó chạy thử luôn cho các bạn coi nè. Con này thì lớn hơn con nãy chút xíu. Đó. Rồi giờ mình thử nha. Tăng lên nè. Đó. Đó, thì con này vẫn chạy ok ha. Bây giờ mình thử luôn con thứ ba. Con này thì nhỏ hơn, nó nằm giữa giữa hai con này. Con này với con này thì nó bằng nhau, nhưng mà độ dày của con này thì nó mỏng hơn. Đó, mỏng hơn chút. Thì đường kính thì không có đo, nhưng mà mình nghĩ chắc là bằng. Con này hôm trước mình đã độ lại 12V để mình chế cái máy mài, mà hôm trước cái clip mình có làm cho các bạn coi đó. Mình đã độ thành cái máy mài 12V đó. Thì mình cũng thử trên cái điều tốc này chạy luôn. Đây thì mình chỉ buộc đỡ tạm thôi các bạn, chứ không cần phải đấu dây kỹ. Đó. Do con này mình quấn lại 12V cho nên nó chạy rất là mạnh các bạn. Con này hôm trước mình đã thử với các bạn làm máy mài đó. Thì khi mình quấn lại 12V rồi thì nó chạy vô cùng khỏe luôn. Nhanh cực kỳ. Ngắt là do mình chỉnh cái biến trở này, nó quá cái tốc độ của nó ngắt các bạn. Đó. Rồi. Thì video này mình sẽ cùng các bạn khám phá xem bây giờ một cái điều tốc này mình gắn hai cái motor cùng một lúc xem nó có chạy được không nha. Thì đây là một cái mình đã đấu sẵn rồi nè. Bây giờ mình sẽ đấu luôn cái motor này vào trong cái điều tốc luôn. Mình đấu chung cái thứ hai này vào đây. Rồi. Như vậy thì ở cái điều tốc này dây này nghe các bạn. Ở một cái điều tốc này hiện giờ mình sẽ cho nó chạy thử hai cái motor cùng một lúc. Mình sẽ chỉnh nó cho nó chạy từ từ lên thôi, chứ không dám cho nó chạy nhanh quá sợ nó giặt cái nó rớt. Giờ mình sẽ chỉnh lên cho nó chạy từ từ thử nha. Một cái chạy.
vì hai cái này điện áp nó không cùng pha nhau các bạn. Cái này là 12V, mình quấn lên 12V, trong khi cái này 24V các bạn. Con này mình quay thì con bên kia nó muốn quay theo luôn rồi các bạn. Để mình thử lại cái nữa coi nó có chạy được không nha. Để mình vịn lại cái mới được chứ không có cái gì vịn lại nó sẽ chạy, nó giặt cái nó rớt. Rồi giờ mình thử lại nha. Cái con 12 lúc nào nó cũng chạy trước các bạn, còn cái con 24 thì nó không chạy được nè. Để mình tăng lên thử cái tốc độ cái con kia chạy, cái con này có chạy được không? Không chạy được các bạn, chỉ có một con chạy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra và mình thử với hai con đồng von, có nghĩa là cả hai con đều là 24V hết. Vì con này hồi nãy nó là 12V cho nên nó lúc nào nó cũng chạy trước cái con kia hết. Giờ mình để hai con đều là 24V hết nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đấu hai con 24, một con nhỏ, một con lớn. Hai con đều là 24 hết nhưng con nhỏ con lớn chứ nó không bằng nhau. Giờ mình thử coi nó chạy được không nha. Đó, nếu cả hai đều là 24 thì cả hai chạy được nè các bạn. Đó, hai con chạy vô tư. Mạnh con nào nó chạy các bạn nha. Hai con này mặc dù là đều là 24V nhưng mà tốc độ chạy thì không giống nhau nha các bạn, tại vì cái từ trường nó sinh ra và cái xung nó cũng khác nhau. Mỗi con nó cảm nhận cái nhận cái xung khác nên nó chạy không không giống, không có tốc độ nó không giống nhau được. Nhưng mà cả hai đều chạy được hết nha các bạn. Hai con này mình cùng đấu chung vào một đều tốc thì nó vẫn chạy. Đó. Nó đang chạy về, nếu chúng ta gỡ thử một con ra coi con kia nó còn chạy không nha các bạn. Gỡ ra cái là nó ngắt liền nha các bạn. Thế mình cho một con chạy, mình kẹp vô sự thử coi nó chạy không nha. Không, cái này nó bị lỏng các bạn. Để mình kẹp cái kẹp khác. Mình để 2 giây, mình gỡ 1 giây ra thì nó vẫn không chạy nha các bạn. Hai cái mà một cái gỡ ra, một cái để nguyên thì nó vẫn không chạy nha các bạn. Bây giờ mình kẹp thử vô cả 3 giây vô mình thử lại nè. Đây mình kẹp 3 giây pha vô nè ha, 3 giây pha vô chung nè. Rồi giờ mình thử nha. À, thì motor chạy ok hết các bạn. Vậy thì với cái này thì mình lại nảy ra thêm một cái ý nghĩ nữa các bạn. Đó là nếu như chúng ta sử dụng một cái motor mà chúng ta chế máy mài hay gì chẳng hạn, mà một cái mà nó chạy yếu, nó chạy không đủ mạnh, thì chúng ta có thể đấu hai cái này chung lại với nhau như thế này các bạn, và chúng ta sử dụng cùng một điều tốc luôn để cho nó tăng tốc độ lên. Các bạn đấu như thế này. Đó, các bạn đấu chung về mình chỉnh sao cho nó chạy cùng chiều hết, hai cái này nó chạy cùng chiều khi quay như thế này thì nó sẽ tăng lên được cái moment xoắn của nó rất là lớn, nó tăng gấp đôi lên luôn các bạn.
Thì video này mục đích chính của mình là khám phá xem khi chúng ta nấu hai hoặc ba cái motor mà cùng cái giải điện áp vào thì cái này nó có chạy được hay không. Thì mình đã phát hiện được là nếu như hai motor mà có cùng mức điện áp thì chúng ta đấu vô chung nó mới chạy, còn nếu hai motor mà khác mức điện áp thì chúng ta đấu vô chung nó không chạy được các bạn. Dù hai cái motor này thì chúng ta thấy là một cái thì to một cái thì nhỏ, nó chênh lệch rất là nhiều như thế này. À, nhưng mà chạy thì vẫn ok, hai cái nào cũng đều chạy được hết. Đó, hai cái là vẫn chạy bình thường hết các bạn. Và có một đặc điểm nữa là các bạn, nếu mình làm giảm tốc độ cái bên kia thì cái bên này nó cũng giảm theo rồi các bạn. Đây. Đó, mình bóp cái bên kia đứng thì cái bên này nó cũng đứng theo luôn rồi. Đó. Và các bạn dùng mấy cái điều tốc xe đạp điện các bạn mod lại chạy nó hay hơn so với mấy cái điều tốc mà mình mua để dành riêng cho cái điều khiển mấy cái motor roulette loại nhỏ này nha các bạn. Hôm trước mình đã mua hai cái mạch motor roulette điều khiển cái motor roulette nhỏ này. Đây, mình còn lại đây. Đây, mạch này. Mạch này mình mua với giá là 68.000 một cái nè các bạn. 68.000 một cái. Thì cái mạch này thì nó rất là đơn giản, nhưng nó có sẵn chiếc áp trên này. Rồi nó có bộ dây sẵn 5 dây như thế này, 3 dây pha và 2 dây nguồn, các bạn đấu vô là chạy. Tuy nhiên mạch này nó cực kỳ dở bạn. Nó dở ở chỗ là gì? Một là công suất của nó rất là yếu, nó tối đa chỉ được 2 ampe thôi. Và chuyện đó thì cũng không quan trọng lắm. Cái thứ hai nữa là gì? Đối với motor nhỏ này thì 2 ampe là ok, không có gì. Nhưng cái nhược điểm thứ hai nữa là nếu như trong quá trình đấu mà các bạn lỡ làm chạm hai dây này lại trong khi đang cấp điện thì motor này, con IC này sẽ bị nổ. Và hai cái mạch mình mua về thì trong quá trình đấu thì mình làm sơ sức, mình để chạm dây pha như thế này cái là con này nổ liền, xì khói. Đây, bể bụng rồi nè bạn, đó xì khói. Còn đối với các cái điều tốc xe đạp điện á, đối với các điều tốc xe đạp điện thì nó có cái hay của nó là các bạn dù đang chạy các bạn có chập pha lại đi nữa cũng không vấn đề gì các bạn. Chập pha đi nữa thì nó sẽ tự ngắt. Ngắt rồi thì các bạn giảm tốc độ, thay đổi tốc độ lại nó chạy lại bình thường. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Cho nên nếu như chúng ta dọc dạch chế cháo hoặc chúng ta làm này làm kia thì mình nghĩ các bạn nên mua mấy cái điều tốc này chạy nó ok hơn. Cái này thì nó bự, mình không khuyến cáo tại vì nó không cần thiết và nó mắc. Các bạn chỉ cần mua cái loại điều tốc 6 phép nhỏ như hôm trước mấy cái video mình có giới thiệu đó, 6 phép nhỏ thôi thì các bạn chạy là vẫn ok bình thường. Đây ví dụ như con này nè, bây giờ mình cho nó chạy nè, giờ mình chập thử hai dây pha lại luôn nè, đang chạy luôn, mình chập luôn nè, nó đứng ở motor nè, buông ra chạy tiếp nè, đó không vấn đề gì hết, chập đứng vô luôn, buông ra là chạy lại bình thường. Còn đối với cái kia đang chạy mà lỡ các bạn không đấu dây, không băng dây, ví dụ như mình để dưới đây mình thử mình không có băng đầu dây nào lại, lỡ dây chạm vậy cái nổ xong, banh cái khiển liền. Mình mua hai cái về thì làm thử được có mấy lần là nó nổ banh hết rồi. Bây giờ mình thử bằng mấy cái điều tốc này. Mấy cái điều tốc này thì mình thấy thử rất là ok. Và các bạn dùng mấy cái điều tốc nhỏ này các bạn chế quạt không chổi than á, chạy khỏi bàn luôn. Ngon hơn so với mấy cái điều tốc hồi nãy mình giới thiệu nhiều. Mấy cái điều tốc xe đạp điện chạy rất là im các bạn. Còn các bạn nào muốn biết mod lại như thế nào để chạy được điện áp 12V, 10V, thậm chí 10V luôn, thì mình có làm cái video trên trong kênh của mình, thì các bạn tìm lại trong cái kênh giùm mình ha. Đó là hướng dẫn mod điều tốc xe đạp điện để chạy điện áp 10 tới 24V. Thì các bạn gõ vô đó thì các bạn sẽ thấy. Rồi, thì video này thì mình chỉ cùng các bạn khám phá thêm một chút kiến thức thôi. À, hy vọng là các bạn sẽ thích, và khi các bạn xem video thì cố gắng bỏ ra 0,5 giây bấm đăng ký kênh giúp cho mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.